Trở ngại khủng khiếp nhất khiến Bitcoin không thể open mainnet. Chào mừng các Pioneer đã quay trở lại với chuyên mục VNetwork Daily. Chỉ còn 1 tháng 12 ngày nữa thôi là chúng ta đã kết thúc năm 2024. Các dấu hiệu về open mainnet như lời của Bitcoin Team vẫn đang khá mờ nhạt. Điều đáng quan ngại nhất lúc này chính là tốc độ duyệt KYC và trả phí mainnet có kịp chạy theo các chỉ tiêu do Bitcoin Team đặt ra. Ngoài thông báo hối thúc bi thủ hoàn tất KYC, thì mới đây một sự cố về KYC cũng vừa xuất hiện khiến Pioneer hết sức lo lắng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tốc độ trả Bitcoin và những quan ngại mà cộng đồng đang chú ý trong những ngày gần đây. Các dấu hiệu về mainnet mở là dạng thông tin hết sức quan trọng, các bạn không nên bỏ qua nội dung này. Phần 1. Sự cố kỳ lạ trên thông tin KYC của Pioneer. Theo nhiều Pioneer, tình trạng KYC của họ đã bất ngờ bị lỗi trong khi đang chờ duyệt mục chính. Cụ thể thì các tài khoản này đều đã thực hiện xong các bước từ 1 đến 8. Các yêu cầu KYC cũng đã hoàn thành và sanh hết các mục. Duy nhất chỉ đang xếp hàng để được duyệt P-Mainnet. Tuy nhiên, bất ngờ vào cuối tuần trước, hiện trạng KYC lại bị chuyển về màu đỏ, khiến cộng đồng lo lắng. Đến nay, từ phía Bitcoin Team vẫn chưa có thông tin gì về việc này, trong khi cộng đồng vẫn đang chờ đợi câu trả lời chính thức. Phần 2. Số liệu mainnet chứng tỏ không thể open mainnet. Để nói về mục tiêu mainnet, chúng ta hãy lấy các con số sau đây làm cột mốc. Quan trọng nhất vẫn là 15 triệu người KYC và đạt 10 triệu ví chuyển sang mainnet. Hiện tại đã có 13 triệu thành viên vượt qua KYC. Như vậy là chúng ta cần thêm 2 triệu người trong vòng 40 ngày phải vượt qua KYC, tương ứng với 50.000 người một ngày. Con số không hề nhỏ và dĩ nhiên đây đều là người thật. Bài toán khó này có thể đã khiến Bitcoin Team phải lên bài nhắc nhở người dùng post thêm lượt KYC để chạy đủ số lượng. Về phí mainnet, hiện nay đã có 6,9 triệu ví chuyển về Bi, tương ứng 69% chỉ tiêu. Vậy 40 ngày còn lại phải chuyển tiếp 3,1 triệu ví, tương ứng mỗi ngày phải chuyển hơn 77.500 ví. Điều này cũng khó xảy ra, vì có thể lượng người dùng đã KYC không đủ tới 3,1 triệu để chuyển mainnet. Trong trường hợp có đủ người thì số P-Mainnet phải chuyển như thế này là chưa từng có tiền lệ. Cứ mỗi ngày trôi qua, nếu không đủ 77.500 ví của ngày hôm đó thì lượng ví phải chuyển của ngày hôm sau phải bù lại chờ đủ chỉ tiêu. Ví dụ hôm nay phải chuyển 77.500 ví nhưng chỉ chuyển được 27.500 như thông thường thì 50.000 ví kia sẽ cộng dồn lại cho ngày mai. Tức ngày mai phải chuyển 125.000 ví mới đủ chỉ tiêu. Mỗi ngày trôi qua, sức ép về lượng ví on-chain sẽ ngày càng nặng nề hơn. Trước bối cảnh này thì rõ ràng nội tại của Bitcoin Team cũng không ủng hộ dự án tiến lên mạng mở. Nếu muốn đẩy nhanh KYC thì cần một lượng tiền rất lớn. Ví dụ cần 2 triệu người dùng được duyệt KYC thì cần tới 4 triệu tài khoản xin KYC. Giả sử 50% lượng KYC sẽ thành công. Nếu áp dụng công nghệ KYC bằng AI thì số tiền Bitcoin Team phải bỏ ra cho 4 triệu lần duyệt KYC có thể lên tới 4 triệu tới 20 triệu đô. Mỗi lượt KYC tự động sẽ mất từ 1 đến 5 đô tùy nền tảng. Đây cũng là lý do chính khiến Bitcoin Team phải tự xây dựng cơ chế KYC bán phi tập trung cho người dùng tự KYC lẫn nhau để tiết kiệm. Tổng kết lại, vấn đề về open mainnet hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào Bitcoin Team. Nếu Bitcoin Team vẫn chậm chạp trong việc duyệt KYC và di chuyển phi, có thể chúng ta phải chờ sang tháng 3 năm 2025 mới có thể open mainnet. Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại bình luận của mình ngay bên dưới để trao đổi cùng cộng đồng. Còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta nói lời chào tạm biệt. Để kịp thời nhận được các thông tin một cách nhanh nhất, bạn có thể tham gia nhóm Facebook của chúng tôi tại link được đính kèm dưới mô tả của video này. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới VNetwork. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.